nguyên tổng bí thư Đỗ Mười sẽ an táng tại quê nhà. Quốc tang nguyên tổng bí thư Đỗ Mười sẽ diễn ra 2 ngày 6 và 7 tháng 10. Ban chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa phát đi thông cáo đặc biệt về việc nguyên tổng bí thư Đỗ Mười mất do tuổi cao bệnh nặng đêm ngày 1 tháng 10. Thông cáo có đoạn: hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Để tỏ lòng thương nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ cho ông với nghi thức quốc tang trong 2 ngày 6 và 7 tháng 10. Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ bắt đầu từ 7 giờ ngày 6 đến 7 giờ 30 ngày 7 tháng 10 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào 9 giờ ngày 7 tháng 10 tại địa điểm trên và an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu. Hai đài quốc gia VTV và VOV sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong 2 ngày quốc tang, các công sở, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tên khai sinh là Nguyễn Duy Cống, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1917, quê quán xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội, thường trú tại số nhà 11, phố Phạm Đình Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông tham gia cách mạng năm 1936, phong trào mặt trận Bình Dân, sang năm 1937 tham gia tổ chức Ái Hữu Thờ Mỏ Hòn Gai. Năm 1938, ông về quê nhà Thanh Trì hoạt động vào Cống hội vận động phong trào ủng hộ Liên Xô. Tháng 6 năm 1939, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Cộng sản Việt Nam. Năm 1941, người đảng viên Cộng sản Đỗ Mười bị thực dân Pháp bắt, kết án 10 năm tù giam ở nhà tù Hà Đông và nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. 4 năm sau, vào dịp Nhật đảo chính Pháp, ông vượt ngục Hỏa Lò, bắt liên lạc với Đảng và tiếp tục hoạt động, được phân công về tham gia Ban khởi nghĩa tỉnh ủy Hà Đông, phụ trách phong trào cách mạng huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức, tham gia lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh Hà Đông. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ông Đỗ Mười làm bí thư tỉnh ủy Hà Đông, rồi đầu năm 1946 làm bí thư tỉnh ủy Hà Nam. Cuối năm đó làm bí thư tỉnh ủy kiêm chủ tịch Ủy ban kháng chiến tỉnh Nam Định. Từ năm 1947 đến năm 1949, ông Đỗ Mười là khu ủy viên khu 3, bí thư tỉnh ủy Ninh Bình, bí thư tỉnh ủy Hòa Bình. Năm 1950, ông được Đảng phân công làm phó bí thư liên khu ủy kiêm phó chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chánh liên khu 3, chính ủy kiêm tư lệnh liên khu 3. Giai đoạn năm 1951 đến năm 1954, ông làm bí thư khu ủy khu Tả Ngạn sông Hồng, kiêm chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chánh và chính ủy quân khu Tả Ngạn sông Hồng. Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi năm 1955, ông Đỗ Mười làm nhiệm vụ chỉ đạo tiếp quản khu 300 ngày, bí thư thành ủy kiêm chủ tịch Ủy ban quân chính thành phố Hải Phòng. Tháng 3 cùng năm, ông được bầu bổ sung Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và sau đó được bầu làm Ủy viên Trung ương các khóa 3, 4, 5, 6, 7. Từ khi vào Trung ương, ông Đỗ Mười trải qua cương vị Thứ trưởng Bộ Thương nghiệp từ năm 1956, Bộ trưởng Bộ Nội thương từ năm 1958, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước và Trưởng Phái đoàn Thanh tra Chính phủ năm 1967 đến năm 1968, Phó Thủ tướng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết Cơ bản Nhà nước năm 1969 đến năm 1973, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội đồng Chi viện Tiền tuyến Trung ương và chống phong tỏa cảng Hải Phòng năm 1973. Sau khi đất nước thống nhất tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ tư tháng 12 năm 1976, ông Đỗ Mười được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị, giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, phụ trách các khối xây dựng cơ bản, công nghiệp, vật tư, cải tạo công thương nghiệp và phân phối lưu thông. Là Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội 5,
Tháng 3 năm 1982, ông tiếp tục giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, phụ trách các khối xây dựng cơ bản, công nghiệp, vật tư. Tiếp tục là Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội 6, tháng 12 năm 1986, ông được phân công làm trưởng trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Giữa nhiệm kỳ tháng 6 năm 1988, ông được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thay người tiền nhiệm Phạm Hùng mất đột ngột 3 tháng trước đó. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 của Đảng, tháng 6 năm 1991, ông Đỗ Mười tiếp tục tái cử Bộ Chính trị giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương và tiếp tục cương vị này vắt qua 1 năm rưỡi tại Đại hội 8. Tháng 12 năm 1997, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa 8, ông Đỗ Mười cùng với hai vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng thời xin thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi các cương vị nhà nước. Trung ương chấp thuận các đề nghị này và truy tôn ba ông làm cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Cấu trúc cố vấn này xuất hiện từ Đại hội 6 và kết thúc vai trò tại Đại hội 9 năm 2001. Ngoài các cương vị nêu trên, ông Đỗ Mười còn là đại biểu Quốc hội các khóa 2, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Do có nhiều công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của người Việt Nam và quốc tế. Ông Đỗ Mười và cuộc tranh cử thủ tướng đầu tiên duy nhất. Năm 1988, lần đầu tiên chúng ta có hai ứng viên tranh cử để Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. 23 giờ 12 phút, đêm của ngày đầu tiên trong tháng 10, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từ trần tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, theo Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ trong nước và ngoài nước tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã qua đời sau một thời gian lâm bệnh nặng. Nhắc đến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, người ta sẽ nhớ đến rất nhiều dấu ấn trên con đường chính trường của ông. Nhưng một dấu ấn gắn liền với ông khiến nhiều người nhắc đến là tại cuộc tranh cử đầu tiên tại Quốc hội vào chức danh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng năm 1988. Chia sẻ với phóng viên báo, nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Vũ Mão kể lại rằng sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 năm 1986, dưới thời của Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo, Quốc hội Việt Nam bắt đầu có rất nhiều đổi mới, trong đó đổi mới quan trọng nhất là việc lần đầu tiên có tranh cử ở Quốc hội. Việc tranh cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ở Quốc hội khóa 8 được coi là dấu son trong hoạt động nghị trường của lịch sử Quốc hội Việt Nam, ông Mão nói. Kể lại bối cảnh khi ấy, ông Mão nhớ lại, tại kỳ họp giữa năm 1988, Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng mới, thay thế đồng chí Phạm Hùng vừa từ trần. Theo quy định của Hiến pháp, năm 1980, Hội đồng Nhà nước giới thiệu chức danh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng để Quốc hội bầu trên cơ sở là kết quả thảo luận và biểu quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Theo đó, đồng chí Đỗ Mười khi ấy được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nhưng sau đó có rất nhiều đoàn đại biểu Quốc hội đề nghị giới thiệu thêm đồng chí Võ Văn Kiệt, đặc biệt là các đại biểu Quốc hội phía Nam thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với việc này. Đại biểu Ba Thi Nguyễn Thị Ráo phát biểu, chúng tôi tha thiết đề cử đồng chí Võ Văn Kiệt, nhân dân miền Nam, nhất là nhân dân Sài Gòn, rất kính trọng đồng chí Võ Văn Kiệt. Vì vậy, tôi tha thiết đề nghị Quốc hội bầu đồng chí Kiệt. Đại biểu Lý Chánh Trung đề nghị đưa cả hai ứng cử viên là ông Đỗ Mười và ông Võ Văn Kiệt ra bầu. Một trong những động lực giúp chúng tôi vận động bà con Sài Gòn xuống đường là để chống bầu cử độc diễn ở Sài Gòn. Bây giờ chúng ta có độc lập mà vẫn độc diễn thì chúng tôi khó ăn nói với bà con lắm, ông Trung nói. Theo ông Mão, khi ấy trưởng đoàn thư ký kỳ họp, đây là một tình huống bất ngờ vì từ trước đến nay khi đảng đã giới thiệu nhân sự thì các đại biểu Quốc hội thảo luận ở đoàn dù có ý kiến khác nhau nhưng cuối cùng là nhất trí với sự giới thiệu.
nhưng sau đó cuộc họp hội đồng nhà nước để thảo luận vấn đề này rất sôi nổi, đa số các thành viên đều nhất trí để hai ứng cử viên, coi đây là sự đổi mới tư duy, thể hiện tính dân chủ trong sinh hoạt quốc hội. Sự việc sau đó được báo cáo lên Tổng Bí thư, khi ấy là ông Nguyễn Văn Linh, và Tổng Bí thư đã đồng ý triệu tập cuộc họp Bộ Chính trị để bàn bạc về vấn đề này. Bộ Chính trị cũng nhất trí với đề nghị của Hội đồng Nhà nước để hai ứng cử viên để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Kết quả sau đó, ông Đỗ Mười là người trúng cử với tỷ lệ 63% số phiếu ủng hộ, ông Võ Văn Kiệt được 37% số phiếu. Khi ấy, cả người trúng cử và người không trúng cử đều vui, các đại biểu Quốc hội cũng thoải mái, phấn chấn. Đây là phiên tranh luận hấp dẫn mở đầu cho thời kỳ Quốc hội đổi mới. Đây cũng là lần đầu tiên cho đến nay, cũng là lần duy nhất bầu người đứng đầu chính phủ có hai ứng cử viên, nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Vũ Mão nhận định.